Chết tôi! Mấy bọn tôi chạy chạy! Chạy chạy ra ra! Ô mấy bọn mất thiệt không? Ô rồi! Chạy xa hết ra! Chạy xa ra! Chạy xa ra! Chạy xa ra! Chạy hết luôn cái bãi xe ô tô mười mấy cái. Chạy xa ra. Gọi ra đây. Chạy chạy hết cái bãi luôn. Chạy hết ra. Ôi trời ơi, khói này ô mẹ ơi. Ai? Ôi em mua rồi. Chạy đi, chạy quay lại. Ôi trời ơi. Chạy hết đây. Ngay bãi công ty giày da luôn nhá, giày da Xuân Lâm nhá. Ngay giày da Xuân Lâm luôn. Nhìn bây giờ mình mọi người nhìn lên trời là thấy nhất một làn khói đen rất to luôn. Ôi. Cháy mà phải tầm mười mấy cái ô tô rồi. Cháy xa ra. Chạy, ôi nó nổ đây. Nó nổ bình xăng chết mẹ cả đống luôn. Chạy xa ra. Nó chỉ kêu. Không phải tí tao quay nhóm cho đã. Chạy hết ra, ở Tinh Giang ngay gần nhà luôn. Nhà ông Trứng Thôn luôn. Không biết ăn ở có gì đây. Nhà này mày, nhà quý thơm mày chưa mày, mày chạy ra lấy cái xe ăn kịp. Nóng lâm này. Chạy đi. Gọi không kịp. Chưa chưa đánh kịp, cháy nhiều lắm mà tôi. Chạy đi. Nóng quá bốc cháy. Ồ mẹ. Mày thoát một cái rồi. Ồ mẹ ơi. Cháy à, 6 cái rồi, 7 cái rồi. Cháy thì tại là cái thấy 7 8 cái rồi đấy. 7 cái. Mà cháy rất to, đứng xa rất là nóng luôn. Cái này cái ở ngoài đây không chạy thì là cháy tiếp này. Bây giờ mấy cái xe này họ đâu hết rồi, hay họ về nhà rồi. Bây giờ chạy đến kịp, đang kịp chạy thoát mấy cái xe này, nhưng mấy người kia nó đi đâu hết rồi. Ô mẹ ơi, cháy này. Ô giời ơi. Vài thằng chú xe đây đi đâu hết về. Đi về là bọn chú xe toàn mang xe đến đây chống nhân xong nó bọn nó về đi về hết. Bắt đầu lấy xe mắt về mắt xe buýt nó về ngủ rồi. Bây giờ nó có xe đây cháy ra. Không che không chiếc gì hết cháy hết luôn. Một cái đây cháy đầu tiên này, cái đó trong cùng kia cháy đầu tiên. Đồ rồi ôi. Nổ bình xăng. Nổ xe đấy. Nổ bình xăng. Nổ bình xăng. Trời cháy luôn nhà mới nhà kìa, cháy luôn nhà kìa. Cái nhà kia dọn đồ ra khỏi cháy hết nhà nó đóng cháy hết nhà luôn. Chưa cháy ở đâu thế? Ôi rồi ôi. Cháy xa ra. Ô mày bèo cháy mà. Mẹ ơ bèo ôi. Ôi rồi. Gã bình xăng cả lốp xe nó nổ hết. Nó nói là cái xe ngoài mà cháy cánh xa này có lốp xe nổ bay vô người đó. Cái xe ngoài đó. 75 người xem rồi. 83 người thôi. Đông lắm thì thôi. Ôi trời ơi. Cháy to lắm mọi người ạ. Cả bãi xe với tầm hơn 10 chiếc. Cả bãi xe hơn 10 chiếc. Mít người nhân thì sẽ bốc cháy mà nó cháy một phát. Lan xe này sang xe kia luôn. Xe chở công nhân công ty giày da nhá. Xe chở công nhân giày da. Giày da. Xe chở công nhân công ty giày da mọi người nhá. Ngay Xuân Lâm luôn. Ơi. Mắt mẹ giờ trời nó nóng gần chết đi. Con chạy nốt này, con này cháy rồi này. Con nào? Con ngoài cùng này. Con đây, con ngoài cùng đây chưa được cho vì gì đâu. Trong kia nhà cái nhìn vứt bác đồ cho nhà bác chú ra kìa, cho chuyện tướng thun ra kìa. Ôi rồi ôi. Ô mẹ ơi, chưa cháy mà lâu thế. Chưa cháy rồi, tính ra mà lâu chặn lâu đến quá. Cháy vậy mấy 10 cái ô tô rồi. Toàn ô tô chở công nhân không. Chạy xa ra. Anh Thuật ơi, vô nước thịt đi anh. Anh
anh vào quay đi. Tiếp chưa? Ô, bị cháy mà cháy. Ôi rồi. Ờ, xe công ty người ra đỗ xe nhà bãi nhà ông Trứng Thôn này, không biết nguyên nhân vì sao mà nó một xe bốc cháy mà nó cháy cả dàn luôn. Cháy hết luôn. Anh bây giờ anh ra ngoài đường anh nhìn lên bầu trời anh thấy một con đèn khổng lồ luôn. Giờ ra ngoài đường nhìn nó là thấy rồi. Mấy km cơ mà. Ôi hơn 200 cây xăng. Ông cây à? Ông cây chìa chạy. Thì cây chắc còn có một kia này. Quá sợ. Ồ mẹ ơi. Công ty này ra này. Ôi dồi ôi. Cháy sang. Bây giờ chờ cháy đấy rồi. Ui, chờ cháy đấy rồi. Ôi dồi ôi. Chạy xa ra. Chạy luôn con ô tô này vừa lúc chưa cháy bây giờ cháy tan tành luôn nó thuộn lửa rồi. Như trong phim luôn, sợ chưa? Ôi dồi ôi. Các bạn nghĩ nhau. Cháy rồi, ôi dồi ôi. Này lên nào. Cháy rồi một bãi ô tô luôn. Đây này, cái này, xe bây giờ công an cứu hỏa mới xuống này. Đây nó chỗ nhà ở đây, nó chỗ đường trung tâm sau trung tâm á. Ngay nhà ông Trứng Thôn luôn. Hả? Đây là xe của công nhân nha, một bãi xe to luôn mười mấy cái này. Mười mấy cái ô tô luôn. Cháy tan tành không có một gì cả mọi người nhá. Đúng rồi sẽ. Ở ngay công ty này ra luôn nhá, Xuân Lâm tính ra Thanh Hóa nhá. Ngay công ty này ra luôn. Cháy rất nhiều luôn. Một xe nữa nè. Ôi trời ơi. Đây là xe công đoàn sao này. Đây xe công đoàn công ty đang này. Đây xe công ty chạy ra. Đây xe công ty. Đây xe của bên trời ơi. Nhanh lên. Nhanh lên cứu xe. Nhanh lên. Tôi chạy đến gần mọi người xem nhá. Tôi sẽ chạy đến một thật gần cho mọi người xem cho đá mắt nhá. Dập nữa mà, ô tô dễ dập mà. Mày thấy xe này chưa? Hơn 600 người xem. Hơn 623. Chắc tầm gần 10 cái, à không phải tầm 6-7 cái đấy. Chạy hết luôn. Vòi công ty nhỏ thế. Vòi công ty nhỏ. Qua khớp. Đây mấy cái chồng cháy tàn mới xảy ra. Mấy gần nghìn mắt đây này. Ủa mẹ. Quay TV chứ quay TV. Giày da này. Lương có vào trong nó nổ ấy. Mấy ông kia ở nhà chắc là nó khóc khóc rồi được. Không, nứt rồi. Nứt rồi nhà. Này. Bể rồi. Bể đang bể nữa.
tiền đâu ở tính ra Thanh Hóa hay của công ty Xuân Lâm luôn. Sẽ may mắn đó. Chuyên nổ luôn nóng như anh nóng đụng nóng cả cái nhà. Ủa rồi, ở đây rồi. Đây trước rồi. Đi không biết. Ồ, ok. Chuyên là bữa nay lại đi xe đạp này à? Công ty hôm nay xe đạp về ra sau nữa. Đấy, dập cần dập vào cái đấy. Bây giờ nhà đây đứng xe không có cái gì thẳng nữa. Nhà trứng thôn mọi người nhá. Chạy cái công ty này ra nhá. Xe công ty chạy ra luôn mà xe có nó chạy ra. Cháy luôn cái nhà, cái cháy luôn nào. Vâng, mấy tên 24. Mấy khắc, mấy mắt đây. Cháy vào nhà chưa cô? Mấy mắt. Nhà có được chi không? Nhà không biết. Có bố hay quay xe không? Bố chưa? Bố hay quay xe. Em con mắm nó gắn chân coi. Nó gì không? Trời ơi. Gà bảo vệ ông tím ra.